Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt vòng thi đối đầu. Thưa quý vị, như vậy là 4 trận đấu của đội Ramastic đã kết thúc và chúng ta đã có những người chiến thắng đang đứng ở phía trên sân khấu thưa quý vị. Và tôi xin được chúc mừng cho BRT, BY, Lil Win, TC và D-Lo đã được lựa chọn về team của Karik. Như vậy là chỉ còn một chiếc vé cuối cùng để các bạn bước vào vòng trong. Và chúng tôi xin giới thiệu những thành viên còn lại của team Ramastic. Rap, Viso, Quang và Mai Ngô. Ở vòng giải cứu này chúng ta sẽ có hai con beat đến từ giám đốc âm nhạc Toliver. Mỗi con beat có 8 bài nhạc. Các bạn sẽ nghe và chọn cho mình một con beat mà mình ưng ý. Huấn luyện viên Ramastic sẽ là người đưa ra chủ đề. Sau đó, các bạn có 1 phút 30 giây để suy nghĩ về lyric cũng như là lấp đầy cái khoảng trống của 8 bài nhạc. Xin mời huấn luyện viên Ramastic đưa ra chủ đề cho các bạn. Chủ đề mà anh sẽ dành cho các bạn sẽ là một âm thanh lạ. Một âm thanh lạ, không hổ danh thiền âm thanh. Và con beat đầu tiên. Và con beat thứ hai. Wow, thật là thú vị. Ai thích màu hiện đại sexy thì chọn số 1. Ai thích cái gì đó classic thì chọn số 2. Ok. Và thời gian chuẩn bị lyric bắt đầu. Một âm thanh lạ. Dạ, để cũng là một chủ đề khó. Vì xem là ở đâu ấy ạ. Và bây giờ thời gian đã hết, chúng ta sẽ chuẩn bị vòng thi giải cứu. Bắt đầu với Mai Ngô, em sẽ chọn con beat số. Dạ em xin phép chọn con beat số 1 ạ. Ngắm mình trên bầu trời và mong ta không rơi, niềm đam mê còn đầy đã bao lâu không vơi. Liệu rằng là đúng hay là sai khi mà bản thân tìm ngã để cho ngày mai. Ta đã lẻ loi không thể biết mình là ai, nhưng chỉ cảm thêm phút ngay giây phút ở vòng mai. Đưa chuyện cái mai trong tay ngay hôm nay, vững tâm đủ điều ta muốn không lung lay. Ta sống được đời đáng và tỏa sáng như vì sao. Ta ước hoàng ngày đi thăm đỏ như là sao. Ta tạo âm thanh lạ bằng suy nghĩ và cảm xúc khiến người nghe phải oh wow khi ta chỉ sao. Vâng, xin chúc mừng Mai Ngô và chúng ta sẽ đến với bài thi của Khoan. Dì, cho em xin con biết số 2 ạ. Và đây là một âm thanh quen thuộc đối với những người vào vòng 2 của chúng ta. Nhưng với những anh em không may mắn được phòng chinh phục thì không phải vậy. Đây là một thanh lạ với họ. Không để tầm mắt đi che nửa khi thấy âm thanh ta nghe của. Tiếng khói bắn ra lòng ta rộn ràng như đang trên xe lửa. Cơ hội đổi đời khi đèn đổi màu, nhưng có người thì không may mắn chẳng thể nào lách qua khe cửa. Ta vui khi được bước tiếp nhưng ta lại buồn cho những thằng anh em. Nhưng chúng nó vẫn cố gắng từ lúc mặt trời lò đến khi canh đêm đen lên. Không để những khó khăn kia làm mình lạc lối, để những mùa sau có thể nghe thấy tiếng âm thanh của luyện viên đạp khói. Yeah. Vâng thưa quý vị, và đó là Khoan. Và bây giờ là phần thi của Raph. Cho em xin beat số 1.
Cái âm thanh ngầu khiến tao lạc đầu, như khi tao nâng nó lên tao không bị mất màu. Sự sợ sợ tớ sẵn này rút straight from the Moscow. Âm thanh của nà không đi xuống, 'cause I be stuck in inside of the beat when I'm headed in south, came in the photo space. Speakers are locked nhưng giai điệu đã không nhảy nên tao cũng không nhất thiết để mà chase. Tao sẽ cố gắng đây là một dấu vết, nhưng một âm thanh lạc khi đang đứng ở đây. Trở lại với tay con bé, tao vẫn đang lưng tăng ở những dàn cây. 8 bars. Vâng, và thí sinh cuối cùng thì quý vị Viso. Rồi rồi. Bây giờ chúng ta hãy đem một chút âm hưởng của Hàn Quốc, Ai Cập vào tiếng Việt. Bây giờ Viso còn biết số 1 không? Look it at the cool, yeah. Có mấy killer rap của anh này khác cái chi tầng chú, yeah. Thế giới quan kỳ thú, yeah. Từ trốn rất xa làm khắp thế gian triệu phú, yeah. Ai đó nào có thể nghe được những câu chuyện trong anh, chuyện trong anh. Giờ là bao nhiêu đêm tàu đây thấy thế giới trong lại. Ai là có những tiếng ca cùng với anh thịnh âm thanh Visual, V on, HTV2, V Channel. Viso thì quý vị, trời ơi, nói hết nhà tổ chức rồi, khôn quá. Khủng khiếp thiệt, thí sinh dạo này thông minh quá. Khôn khéo. Quá thuyết phục, một tràng pháo tay cho bốn thí sinh của chúng ta thưa quý vị. Không biết nói gì nhưng mà chắc chắn rằng là các bạn sẽ là những niềm tự hào cho huấn luyện viên của các bạn. Cả bốn bài trình diễn đều rất là thuyết phục, mỗi người có một ấn tượng riêng, chứng minh cho thấy rằng là huấn luyện viên Ramastic lần đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên nhưng thực hiện cực kỳ tốt vai trò của mình. Bởi vì chúng ta có thể thấy được sự trưởng thành của từng thí sinh qua vòng 2 này, và đó là một trong những hành trang thật là tốt mà huấn luyện viên đã trang bị cho các bạn. Và chúc các bạn một con đường thực hiện sự nghiệp của mình thật thành công và rút thật ngắn cái khoảng thời gian để các bạn trở thành những người nổi tiếng. Một tràng pháo tay cho bốn thí sinh thưa quý vị. Xin mời Karik cho ý kiến. Em ấn tượng với ai? Dạ em ấn tượng với Viso nhất rồi. Vì vì cái âm thanh Ai Cập đó à. Nghe rất là thú vị nha. Quá Nguyên. Dạ anh, em ấn tượng với K-1 cho đến khi Viso cất tiếng hát. Nó ác thiệt. Tôi rất hiểu những cái cảm giác của Wowy. Em nói chân thật thôi anh. Không, anh cũng vậy mà. Bin, what do you think? Em sẽ chọn Viso, nữa là em. Xin mời anh LK. Cá nhân anh thì ấn tượng nhất với cả Viso, bởi vì là trải qua gần 2 thập kỷ sống với rap thì chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nó lạ như thế. Mà hình như là nó chủ đích là nó vào phòng này để nó chơi hay sao ấy. Cái bài của Viso mà cần múa phụ họa kiểu Ai Cập này thì nhớ gọi anh nhé. Và Rhyme. Come on. Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bọn em, bởi vì đã cho phép anh cùng mọi người đồng hành trên con đường này. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều ngày tháng, từ những lúc đi sắm đồ ăn chơi cho đến những lúc mà ngồi trong phòng thu và làm ra những sản phẩm khi mà mang lên sân khấu này, chiếm trọn được trái tim của tất cả huấn luyện viên, giám khảo, tất cả mọi khán giả. Rất là sao? Là cảm kích là rất là xúc động và cảm là yeah dude, yeah, shout out to Ramastic. Chắc chắn đối với Ramastic thì đây chưa bao giờ là kết thúc đối với team của Ramastic cả, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất là nhiều trong âm nhạc nữa. Anh muốn tất cả các em biết là dù là mình tiến về phía trước hay lùi về phía sau thì team Ramastic sẽ luôn luôn tự hào, luôn luôn sát cánh bên tất cả mọi người, nhất là khi chúng ta đã chiến đấu trong một đấu trường âm nhạc như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong cuộc đời chúng ta có rất là nhiều những bước rẽ đúng không ạ? Sẽ có những người họ không chiến thắng trong một cuộc thi, nhưng họ chiến thắng trong cả cuộc đời. Và hãy tìm một cái con đường tuyệt vời nhất để chạy. Và bây giờ chính huấn luyện viên của các bạn sẽ là người đưa ra quyết định ai
là người được đi tiếp vào vòng trong. Mời Ram. Ta sẽ chào đón thí sinh tiếp theo đi tiếp vào vòng sau cùng với team Ramastic. Peace out.